phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần khắp người, Lê Giang xanh mặt trên sân khấu, người chị toàn đồ giả, sợi rơi rớt tùm lum. Khi được yêu cầu thử đôi dây, nữ nghệ sĩ chia sẻ chị sợ lắm vì người chị toàn đồ giả không à, sợ rơi rớt tùm lum. Lê Giang là một nữ nghệ sĩ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nhất showbiz Việt. Cô từng phát ngôn rằng, cứ gặp điều xui xẻo tôi lại muốn sửa mặt. Nữ nghệ sĩ 47 tuổi cũng cho biết đã dao kéo khắp cả người. Nữ nghệ sĩ U50 Lê Giang nghiện phẫu thuật thẩm mỹ bậc nhất showbiz Việt. Mới đây, tại một chương trình trên truyền hình Vĩnh Long mang tên Kẻ Thách Thức, khi một nữ thí sinh diễn tiết mục đu vòng trên không, tiết lộ đã giảm 4kg. Do tập luyện, Đại Nghĩa liền nghĩ ngay đến cân nặng của đàn chị Lê Giang. Nam MC khuyên Lê Giang học siết ngay để có thân hình thon gọn. Trước sự quan tâm của đàn em, nữ nghệ sĩ tiết lộ sức khỏe của mình chỉ tập được yoga chứ không thể học siết. Đáp lại, Đại Nghĩa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Chị mà cũng yoga chị, em thấy chị vô thẩm mỹ viện nhiều hơn đó. Không phản đối, Lê Giang tiếp lời. Đi tập bây giờ cực lắm, tập thời gian mà xuống lâu lắm. Để vô trong máy, nó hút rẹt rẹt một cái đi ra đẹp liền. Bởi vậy bác sĩ kêu chị hoài, cứ mập là vô đây. Từ chối tập siết giảm cân, nhưng Lê Giang vẫn quyết định thử đu vòng ngay sau đó. Với sự giúp đỡ từ nam diễn viên siết Thanh Hiền, nữ giám khảo duy nhất hoàn thành phần thi tài. Tuy nhiên vừa đặt chân xuống đất, Lê Giang liền chia sẻ suy nghĩ với Đại Nghĩa. Chị sợ lắm, cưng biết sao không? Với người chị toàn đồ giả không à, sợ rơi rớt tùm lum. Nữ diễn viên khẳng định đó là sự thật. Ngay từ đầu chương trình cô đã nói, thách thức của Lê Giang là thách các bác sĩ, dám không sửa Lê Giang không? Tuy nhiên giờ nhận được rất nhiều lời mời của các thẩm mỹ viện, nhưng cô đều phải từ chối. Vì để còn thời gian đi quay và không thể sửa liên tục được. Mặt xưng chào bá sao đi quay được, nhưng nói nhỏ thôi. Vừa đi sửa hôm qua đó, cô tâm sự hài hước. Lê Giang xuất hiện bên diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm. Riêng anh chàng diễn viên hài tâm sự ngày xưa bị chê xấu, phải cãi cha cãi mẹ để đi thi sân khấu. Ngoài sự chú ý về các khách mời, chương trình tối qua còn làm khán giả nghẹn ngào. Khi thí sinh Tấn Lộc môn thăng bằng trên cao giành được chiếc vé vào vòng chung kết, sự xuất hiện đầy xúc động những giọt nước mắt từ người mẹ thứ hai của cậu bé mồ côi làm ai nấy rưng rưng. Việt Trinh hạnh phúc đến cay mắt khi nhận được món quà ý nghĩa từ fan. Những tấm hình cách đây hơn 20 năm của diễn viên Việt Trinh vẫn được một khán giả lưu lại. Trên trang cá nhân của mình, diễn viên Việt Trinh đăng tải loạt hình ảnh hiếm thời còn trẻ và tiết lộ sáng nay thật hạnh phúc đến cay mắt khi được một khán giả yêu thương tới giờ vẫn còn giữ bộ sưu tập hình của Việt Trinh đã hơn 20 năm nay. Đây là món quà thật ý nghĩa của Việt Trinh trước thềm 8 tháng 3. Cảm ơn bạn yêu, người em yêu dấu đã giữ hình chị tới ngày hôm nay. Mời các tình yêu ngắm lại Việt Trinh lúc còn bé, bé Trinh dễ thương lắm luôn á. Loạt ảnh hiếm của diễn viên Việt Trinh cách đây hơn 20 năm trước được người hâm mộ giữ đến tận bây giờ. Thời còn là thiếu nữ, Việt Trinh nổi tiếng sở hữu nhan sắc xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Rất nhiều người còn nhớ hình ảnh của người đẹp tay đô trong các bì lịch. Ở dưới bình luận, hàng loạt dân mạng thích thú với hình ảnh của Việt Trinh thời còn trẻ. Chị Trinh là người xinh nhất Việt Nam này rồi, lúc đó ai cũng có hình lịch Việt Trinh treo trong nhà hết, những bức hình giá trị. Có nhiều hình lạ và hiếm quá, thích quá trời, người đẹp tay đô, nét đẹp trời phú. Người hâm mộ khen ngợi nhan sắc của Việt Trinh hết lời, thời cô còn trẻ. Mặt hốc hác, mắt long lanh vô hồn, chuyện gì đang xảy ra với nhan sắc của Phạm Hương? Phạm Hương khiến người hâm mộ suýt không nhận ra bởi gương mặt lẫn thần sắc ngày càng khác lạ. Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương gây chú ý khi đăng tải trên Instagram bức hình cận mặt kèm câu hỏi tới người hâm mộ. Môi màu nude có hợp không? Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý lại chính là gương mặt ngày càng khác lạ của mỹ nhân Đức Cảng. Có thể thấy khuôn mặt của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 có phần hốc hác hơn trước, phần cằm nhọn, môi tều dày, đôi mắt long lanh vô hồn, không hiểu là do lens quá sáng hay do áp chụp hình. Không những thế, khán giả còn nhận ra phần cổ Phạm Hương sưng to bất thường, người hâm mộ tỏ ra lo lắng trước sự xuống sắc của người đẹp, chị gầy rồi, mức má bánh bao rồi, cổ chị bị sưng hả chị? Sau khi nhận được hàng loạt bình luận nhận xét khuôn mặt lạ lẫm, Phạm Hương đã nhanh chóng xóa hình ảnh này khỏi trang cá nhân. Fan tỏ ra lo lắng trước diện mạo thay đổi của Phạm Hương. Trước đó không lâu, giữa ồn ào bầu bì, mỹ nhân sinh năm 1991 cũng gây chú ý khi xuất hiện với gương mặt phá nét cùng chiếc cằm vờ lai nhọn hoắt. Thay vì gương mặt bầu bĩnh cùng nhan sắc thời kỳ đỉnh cao đi vào lòng người, thì Phạm Hương bây giờ gầy gò, mặt hốc hác, khiến thân sắc của chân dài cũng trở nên dữ hơn hẳn.
11 tuổi đẹp như hoa hậu, cuộc sống của Hiri bản Việt, con nhà Ricky, cuộc sống tiểu công chúa sang chảnh. 11 tuổi đã có gia tài trong tay, Hiri bản Việt sang hơn cả bản gốc. Sau khi công bố dàn diễn viên chính thức gia đình là số 1/2, phiên bản Việt của Hiri chính là hoa hậu nhí Bảo Ngọc. Với vẻ ngoài thanh tú hơn cả bản gốc, ban đầu Bảo Ngọc bị đánh giá không hợp vai, tuy nhiên một số người cũng mong cô bé có thể hoàn thành tốt vai diễn. Sinh năm 2008, ngay từ khi rất nhỏ, ngoại hình nổi bật của Bảo Ngọc đã đốn tim người đối diện. Cô bé được yêu mến gọi với biệt danh Hoa Khôi Nhí Tây Đô, từng tham gia rất nhiều show lớn nhỏ dành cho trẻ em như Đồ Rê Mí, Gương Mặt Thân Quen Nhí, Bảo Ngọc cũng là một trong những tài năng nhí rất đắt xô. Kiếm tiền từ tuổi còn nhỏ, Bảo Ngọc cũng có cuộc sống cực kỳ sang chảnh. Dù mới 11 tuổi, cô bé đã được du lịch rất nhiều nơi trên thế giới và trải nghiệm những tiện nghi sang trọng trong sinh hoạt đời thường. Nhìn dàn đồ chơi của Bảo Ngọc mà người lớn cũng phải trố mắt. Ngoài ra, Bảo Ngọc cũng rất chú trọng đến việc rèn luyện sức khỏe và tập hát, múa trau dồi năng khiếu của mình. Bảo Ngọc được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, ngồi máy bay xịn và trải nghiệm những trò chơi dành cho giới nhà giàu. Lê Thị Thanh bất ngờ tiết lộ mình là bạn gái thủ môn Bùi Tiến Dũng. Khi được yêu cầu kể tên 3 cầu thủ mình yêu thích nhất của tuyển Việt Nam, Lê Thị Thanh, bạn gái tin đồn thủ môn Bùi Tiến Dũng đã viết tắt BTD cho cả 3 đáp án. Sau hàng loạt cầu thủ đội tuyển Việt Nam tiết lộ là Hoa đã có chủ, thời gian gần đây, những cái tên đang dính tin đồn hẹn hò như Hà Đức Chinh, thủ môn Đặng Văn Lâm hay Bùi Tiến Dũng cũng được fan mong ngóng sớm công khai. Mới đây, khi sử dụng tính năng hỏi đáp trên Story Instagram, Lê Thị Thanh, bạn gái tin đồn thủ môn Bùi Tiến Dũng, được một người hâm mộ yêu cầu liệt kê top 3 cầu thủ Việt Nam mà bản thân yêu thích nhất, cô không ngần ngại điền cái tên viết tắt BTD cho cả 3 đáp án. Không khó để dân mạng nhanh chóng nhận ra 3 chữ cái BTD chính là viết tắt của cái tên Bùi Tiến Dũng. Dù đội tuyển Việt Nam có tới 2 cầu thủ tên Bùi Tiến Dũng, nhiều người đều đồng tình rằng cái tên Lê Thị Thanh ám chỉ là Dũng thủ môn chứ không phải Dũng trung vệ, bởi Tư Dũng đã có người yêu. Nhiều dân mạng cho rằng 3 chữ cái BTD Lê Thị Thanh ghi là viết tắt tên Bùi Tiến Dũng. Trước đó, Lê Thị Thanh còn liệt kê 3 điều tuyệt vời ở người yêu là khi nói: ngày hôm nay của em thế nào? Không, em không béo, em xinh muốn xỉu như thế cơ mà. Quan trọng là trong lòng mình luôn có nhau, cô cũng nhấn mạnh đừng quên nói anh yêu em mỗi ngày. Lê Thị Thanh, 23 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, được nhiều người cho là bạn gái tin đồn của thủ môn Bùi Tiến Dũng từ tháng 9 năm ngoái. Cô là nữ chính trong bức ảnh được cho là nắm tay nam thủ thành đi trên phố, được dân mạng chia sẻ. Đôi trẻ thường xuyên nhấn like và thả tim nhau trên mạng xã hội. Khi giải AFF Cup 2018 diễn ra, cô gái 23 tuổi thường xuyên bay ra Hà Nội để đến sân theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Cô cũng đăng ảnh đi chơi thân thiết cùng quản lý và dàn bạn gái của các tuyển thủ. Đôi trẻ nhiều lần bị soi đăng ảnh check-in khi du lịch đi chơi cùng thời gian địa điểm. Khoảng giữa tháng 12/2018, khi thủ môn Bùi Tiến Dũng hào hứng khoe clip bắt cá trên đồng ruộng quê nhà, một giọng nữ miền Nam đang nói chuyện với anh cũng được nhiều fan cho là của Lê Thị Thanh. Trước đó cùng ngày, cô còn đăng ảnh ôm một chú chó giống Mary, tên thú cưng của nam thủ môn, trên Story Instagram. Tới khi giải AFF Cup khép lại, dân mạng lại phát hiện loạt ảnh check-in ở cùng địa điểm của thủ môn Bùi Tiến Dũng và chính nít Sài Gòn. Dựa trên góc chụp thời gian đăng, nhiều người tin rằng hai người đang có chuyến nghỉ dưỡng với nhau. Nhờ tin đồn tình cảm với nam thủ thành quê Thanh Hóa, Lê Thị Thanh hút tới hơn 110.000 lượt theo dõi trên Instagram và hơn 90.000 lượt follow tại Facebook. Chính nít sở hữu gương mặt xinh xắn cùng thân hình chuẩn. Sau nhiều bằng chứng hẹn hò, nhiều người hâm mộ đoán rằng Lê Thị Thanh, Bùi Tiến Dũng sẽ là cặp tiếp theo công khai yêu nhau trong đội hình tuyển Việt Nam. Hậu chia tay team, Trương Quỳnh Anh mở công ty riêng, tậu xế xịn, sống sang chảnh hết nức. Fan khẳng định Trương Quỳnh Anh đã vượt qua nỗi buồn hôn nhân vì nhan sắc ngày càng lên hương. Tháng 7/2018, nam ca sĩ team Trần Nguyên Cát Vũ bất ngờ xác nhận anh đã ly hôn với Trương Quỳnh Anh sau 7 năm sống bên nhau sau nhiều sóng gió. Trả lời phỏng vấn, team cho biết anh và vợ đã ly hôn trên giấy tờ, con trai Sushi do Quỳnh Anh chăm sóc, cả hai vẫn tôn trọng nhau, coi nhau như tri kỷ. Cuộc hôn nhân thất bại của hai nghệ sĩ từng được khen ngợi là cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz khiến fan ít nhiều thất vọng. Tuy vậy, sau khi trải qua những ngày tháng đau khổ, Tim và Trương Quỳnh Anh đã dần vực lại tinh thần, lấy công việc để làm niềm vui khỏa lấp nỗi buồn.
Mới đây trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh đã vui vẻ chia sẻ, cô vừa mở công ty kinh doanh mỹ phẩm, người đẹp cũng nhanh chóng tậu xế hộp mới tiền tỷ, sự nghiệp của giọng ca 30 tuổi dần khởi sắc và cuộc sống sang chảnh hết nức, đúng chuẩn hot mom trong mòn con mắt. Một năm sau khi chia tay chồng, Trương Quỳnh Anh xinh đẹp quyến rũ hơn, người đẹp vừa tậu xế hộp sang chảnh vào tháng trước. Chạm mốc tuổi 30, nữ ca sĩ không có hôn nhân viên mãn nhưng sống rất tự tin, độc lập, mạnh mẽ. Vợ cũ của Tim mạnh tay chia tiền mua về chiếc xe tiền tỷ. Đây là thành quả sau nhiều năm chăm chỉ chạy show của mỹ nhân họ Trương. Quỳnh Anh làm lễ khai trương công ty mới, cô thử sức trong lĩnh vực kinh doanh làm đẹp. Trong khi Tim im hơi lặng tiếng thì Quỳnh Anh lại thường xuyên khoe ảnh xuất hiện ở những nơi sang chảnh. Người đẹp duy trì thói quen tập luyện yoga để có được thân hình săn chắc và dẻo dai. Thời gian rảnh, người đẹp thường đi nghỉ dưỡng ở resort đắt đỏ, đi uống cà phê, tụ họp với bạn bè, giúp cuộc sống của Trương Quỳnh Anh nhiều năng lượng tích cực hơn. Vốn có làn da hơi ngăm đen và thân hình mẫm mỉm, nay vợ cũ của Tim lột xác quyến rũ hơn nhiều. Cô trở thành hot mom hàng nghìn người theo dõi, gu thời trang bà mẹ một con sành điệu đẳng cấp. Trương Quỳnh Anh trẻ trung, cá tính, bên cạnh con trai kháu khỉnh, cậu bé giống Tim như đúc.